Một cuộc hành trình, nếu lên nhầm xe, chỉ lỡ một đoạn đường. Còn yêu nhầm người, có khi khổ cả đời. Mang sai giày thì chân đau, yêu sai người thì lòng đau. Bất luận bạn lo lắng hy sinh thế nào, cũng có khi gặp phải người hờ hững vô tình. Bạn khắc khe khó chịu đến đâu, rồi cũng sẽ gặp người tình nguyện đáp ứng. Đây gọi là nhân duyên. Người nhớ bạn sẽ chủ động tìm bạn. Bạn đã không, tốt nhất hãy quên đi. Kẻ yêu bạn sẽ quan tâm vui buồn. Còn như không thì đừng chờ đợi nữa. Đừng bao giờ dùng tấm lòng mộc mạc chân thành đổi lấy sự vô tình vô nghĩa. Tình cảm vốn không sai, cho đặt nhầm chỗ nên mới có đau thương. Chân thành không phải tội,